Xin chào tất cả mọi người nhé. Rất vui được gặp lại mọi người trong video câu lươn khủng của quý ngày hôm nay. Hôm nay thời tiết đẹp lắm cả nhà ơi. Sắp mưa rồi. Hôm nay mình đi câu những cái ao sen, ao bèo này này. Mương đấy, mương. Tiểu hoang đấy. Đang ở đây mình câu được con to lắm rồi đấy, từ 7 8 lạng đủ lên này. 5 lạng. Đấy, hôm nay cố gắng kiếm được con ký thì tốt quá. Lâu lắm thì mình mới quay lại đây đây. Thì hôm nay đi thì một mình thôi. Đấy, vừa đi từ kia lại đây. Tìm mãi mới được cái hang đây. Ôi, nó nằm ở dưới gốc cây này. Khó lắm. Cái này là mình chọc gậy thì là tìm được cái hang đây này. Khó xem đấy. Rễ cây nhiều lắm, nó đan xít đấy. Dưới này là bùn xìn này. Đấy, hy vọng là được em đầu tiên thì quay cho cả nhà cùng xem. Không, mình sợ tí nữa lại trời lại mưa đấy. Bị dự báo là 5 ngày tới đây mưa liên tục, không biết thế nào đâu. Ra để mình chuẩn bị một câu nhé. Cả nhà cùng xem nhé. Câu hàng này. Rồi, tạm dừng tí để móc con rún đó. Nhà đợi mình bắt con này nhé. Rồi, này sắp chứa quả mầm. Dễ cái nó móc được. Nó có ăn đi chăng nữa, móc khổ lắm đấy. Hy vọng con đầu tiên giống không giống như tập trước. Ui ăn bên này. Ui, mặc rồi, mặc rồi. Ui. Ui. Xoay được cả nhà ơi. Ui con này nặng lắm. Ui. Ui con này nặng lắm. Ui đi, nhìn thấy mồm rồi. Ui đi. Ui. 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 Được nhá. Ngon, ngon. Ngon. Mở hàng. Đây. Mở hàng được em. Cung che mất cung màn hình luôn. Đây đây cả nhà ơi. Ui ngon chưa, ngon ngon. Yes, có lý cả nhà ơi. Không được to lắm đâu nhá, nhưng mà như này là ok lắm rồi, tuyệt vời rồi. Khởi động cho buổi câu thành công đây. Yes, được. Ui nó bám vào rễ cây nó kéo khỏe thế. Đây. Rất là chi là mũ. À, mình rất tuyệt vời cả nhà. Mình là tiếp tục nhá. Tiếp tục qua vòng quạt kia. Đây này.
nguyên là mắm ăn xẻo. Hàng khủng. Ui, đạp quá cả nhà ơi. Ui. Quá cả nhà ơi, bị cái thế rồi. Nhìn thấy cái hang ở dưới sâu này, sâu lắm. Ôi, khổ nhìn quá nhỉ. Đặt mình quay ở trên này được nhá. Như làm gì ấy, đặt lại xuống được. Cố gắng câu được con này to lắm. Hàng tròn đến thứ chi kìa. Ăn đấy, đấy ăn đấy. Ôi khổ khổ, ôi sao. Ôi mặc luôn, mặc luôn, mặc luôn. Xoay xoay. Ông lên nụi à. Ui, ui, ui luôn. Ui cả nhà ơi. Cả nhà ơi. Ui. Luôn này. Chưa. Hôm nay là con thứ ba. Ui ui. Con thứ ba nhá. Ui người bỏ pháo đã. Ui. Ui người nó ướt hết rồi này. Ui nặng. Nặng ghê đấy.
Đấy, mình vòng vòng qua đi bờ này lúc nữa. Wow, đã quá cả nhà ơi, cho mình xin một like nhé, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Wow, tuyệt vời, bà con to đùng luôn. Con đầu tiên hơi nhỏ nhưng hai con sau to. Dù nó có gật người cũng cố gắng. Ui, mặt trời nó ăn nhanh quá. Ui, ngược hướng luôn cả nhà ơi. Ui, đen ui. Ui, con này to. Ui, mình không nghĩ nó đi ra. Mới cho vào. Ui. Ui. Ui ui, hào khủng. Ui trời ơi. Ui ui. Ui lươn. Ui. Ui. Trúng lớn rồi. Em mới giống trúng lớn rồi. Ui, đưa cho vào đã. Đấy cổ quá. Rơi phạt lời, mất tiêu. Ui, như củ tay luôn. Ui, sướng quá. Ui, lươn này. Bốn con. Ui, cả nhà ơi, sướng quá. Hạnh phúc tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Ui, nó nhanh ăn thật đấy. Vừa tìm được chị mấy. Đây này. Ui, mình đùa chứ. Hàng mình không nghĩ nó lớn nó to thế đâu. Đây. Cái hàng này là mình tìm gợi. Chứ còn như này thì tìm làm sao được không? Đã quá hạnh phúc quá cả nhà ơi. Ngoài này là cái ao hoang này. Đấy, con tìm nốt đi đường này. Phê phê. Ui. Hôm lúc sáng quỷ đi thì quên mang áo mưa. Giờ mưa ướt hết rồi. Ướt từ sáng. Mưa to phết đấy. Thôi thì tìm được cái hang đây này. Nút hàng này nhá. Vì ăn hay không thì mình cũng xin phép về. Mưa ướt hết, mưa to quá. Hàng này đẹp lắm, hàng này cũng to. Cố gắng là con nút hàng này. Đây hàng làm đây. Để đi ra ngoài này. Ừ. Mưa to quá. Đây hiện tại bây giờ mình vừa về đây này, gật hết đấy. Sợ thật. Hôm nay này nhìn nè. Có đi không mang áo mưa. Đi cũng chuẩn bị một ít nhảy con đấy. Hôm nay được khá nhiều đấy. Kỷ lục đấy. Của tháng này đấy.
Con nặng thế này cơ mà. Đây, con phải hơi luôn này. Đấy, bây giờ mình nhìn thấy chưa, sướng chưa? Uầy, con nào con đến, to đúng không? Con đầu tiên thì nó hơi nhỏ. Con đầu tiên này nó nhỏ này. Nhỏ thì cũng được 2 lần rưỡi 3 lạng. Đây bây giờ mình nhá, cân từng con một nhé. Mình sẽ cân con này trước. Chả hết con nào to hết. Con này cũng to này. Đây, nậm một vừa củ tay. Con này là được 600 gram này. 600 gram nhá, bỏ nó ra ngoài. Ui, bỏ vào trọng này. Ui, cái con này đây, nó khỏe quá. Đây, một con 600. Con này to tướng này. Nó khỏe quá. 5 lần rưỡi. Con này được 5 lần rưỡi. Ừ, xô đây. Xô này đây. Tiếp con này. Đấy, một mình này thành ra nó hơi. Con này cũng to này. Ui. Con này là cũng 5 lần rưỡi. 5 lần rưỡi. 5 lần rưỡi dưỡng. Thôi, tầm đấy. Con này thì nhỏ. Nhỏ được 3 lần 2 này. 3 lần 4 gì đấy, 3 lần 2. Thôi, thật tuyệt vời. Đấy, con to nhất là được 600 gram. Con, 2 con 5 lần rưỡi và 1 con 3 lần 2, 3 lần 4 gì đấy, 3 lần 2 đấy. Con to này là được 6 lần rưỡi này. Ui, gần 7 lạng này nơi. Được thôi, tầm đấy, 700 gram đấy. Nó dài nhé. Dài. Thật sự lớn nhỉ. Đã thật sự ấy. Thôi mình cũng gặp lại thành quả của ngày hôm nay thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Khỏe vãi trưởng. Ui, lên môi mình sướng. Ui, nó khỏe thế. Đây, khoảng ngày hôm nay ở đây cả nhà ơi. Ôi, đăng ký ủng hộ nhá cả nhà, để có động lực làm câu những con khủng hơn nữa nhá. Uầy, sướng nhá. Hôm nay ngày mưa mà trùng mạnh quá. Thôi, mình xin cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem dõi hết video này. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Tạm biệt mọi người.